Sáng tạo intro bằng PowerPoint đã trở nên quá đỗi quen thuộc với khán giả của Niceline. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách tạo intro nổi tiếng của Anh Độ MC Gaming 100% bằng PowerPoint. Và đặc biệt, tất cả sẽ chỉ gói gọn trong vòng 2 phút. Đầu tiên, chúng ta sẽ chọn logo và animation vào mục thêm chuyển động và chọn hiệu ứng zoom. Sau đó mọi người mở bảng quản lý, chỉnh thời gian chuyển động thành 0,25 giây và để bắt đầu cùng lúc với hiệu ứng chạy của âm thanh. Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm hiệu ứng lines cho logo, chỉnh hướng chạy sang trái và kéo điểm đỏ sao cho logo cách xa với chữ. Mọi người lại chỉnh chạy cùng lúc với hiệu ứng trước, giảm thời gian chạy xuống còn 1 giây và tăng độ trễ lên 0,25 giây. Bước kế tiếp, chúng ta chọn chữ, thêm hiệu ứng appear, chỉnh chạy cùng lúc với hiệu ứng trước với độ trễ là 1,25 giây. Sau đó chúng ta chọn lại chữ, dùng công cụ Animation Painter để copy chuyển động cho bánh răng, rồi chỉnh độ trễ là 2 giây. Bước cuối cùng, chúng ta thêm hiệu ứng spin cho bánh răng, chỉnh chạy cùng lúc với hiệu ứng trước, rồi nhấn chuột phải vào hiệu ứng mở Effect Option và chỉnh góc xoay là 30 độ. Kết quả, chúng ta sẽ có ngay intro nguyên bản của logo MC Gaming quen thuộc. Kết hợp với tư duy sáng tạo và bí quyết thiết lập animation phức tạp trong khóa học của Niceline, chúng ta hoàn toàn có thể phát triển thành intro đậm chất Marvel giống như Niceline đã thiết kế, hoàn toàn bằng PowerPoint ở đây. Đến với khóa học PowerPoint của Niceline, chúng ta sẽ được cung cấp đầy đủ tư duy, kỹ năng cùng bộ công cụ để biến những ý tưởng thiết kế tưởng chừng như không thể thành hoàn toàn có thể bằng PowerPoint. Mong cả nhà sẽ ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online tại niceline.com để sở hữu trọn đời Office 365 và bộ công cụ ưu việt của Niceline, qua đó nâng tầm tư duy thẩm mỹ và chuyên nghiệp hóa kỹ năng thiết kế slide cùng các ấn phẩm sáng tạo bằng sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.